Năm học mới 2023-2024, trường tiểu học Lê Hồng Phong, thành phố Đông Hà được bổ sung thêm một tầng học mới với 3 phòng học. Qua đó đáp ứng cơ bản đủ về phòng học an toàn, kiên cố, đảm bảo cho nhà trường trong việc dạy và học, nhất là sớm hoàn thiện để phục vụ cho năm học. Khi được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt cho xây tầng 3 để thêm phòng học cho học sinh thì nhà trường cũng rất là mừng, và theo cái quyết định thì tháng 10 là hoàn thành, nhưng mà nhà thầu với bên chủ đầu tư cũng đang cố gắng là kịp thời là trong tháng 9 để cho học sinh kịp đến trường. Thì cái đó thì là trước hết là về phía nhà trường thì cũng là rất là vui mừng, và thứ hai là cũng mong muốn về nhà thầu và chủ đầu tư là đẩy nhanh tiến độ để kịp cho các em đến trường vừa an toàn mà vừa đảm bảo chất lượng. Thực tế thời gian qua, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các nhà trường đã và đang được ngành giáo dục và đào tạo thành phố khẩn trương thực hiện. Qua khảo sát hiện nay, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất trường lớp tại địa phương này rất được chú trọng. Riêng chuẩn bị cho năm học mới, ngành giáo dục quan tâm đầu tư chính vào các hạng mục như lát sân, xây dựng khu vui chơi, cải tạo phòng học đa chức năng, xây thêm phòng học, xây mới công trình vệ sinh. Cho đến thời điểm này, nhiều công trình đã hoàn thành, bàn giao, một số ít công trình còn lại đang được các nhà thầu gấp rút đẩy nhanh tiến độ. Khi trúng thầu thì đơn vị đã lập tiến độ thi công chi tiết, bố trí nhân lực, máy móc thiết bị tập trung để thi công công trình đảm bảo vượt và đảm bảo tiến độ đề ra, và sẽ cố gắng để bàn giao trước kỳ khai giảng năm học mới của trường. Cụ thể là đã đạt được 50% giá trị của hợp đồng. Nói như thế, tính theo tiến độ chi tiết đã vượt kế hoạch, vượt khoảng 70%. Trong năm học mới này, ngành giáo dục, chính quyền các địa phương và mỗi đơn vị trường trên địa bàn sẽ nỗ lực vươn lên khắc phục khó khăn, sử dụng lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn, cân đối bổ trí ngân sách địa phương và huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa cho đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tỉnh nhà trong thời gian tới.